dưới á, tận nó lưng lên rồi. đây. Từ 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 nào nó nghe nó thật. Mày đấy cũng dễ. Dạ. Rồi hay đấy anh Ninh ạ. À. Nào. Thái Nguyên đã tỉnh mà. Ta đừng lên động như này. Em tưởng Huyền trả lời sai thì em biết trả lời. Cái gì? Sai là không được trả lời nữa, hiểu chưa? Phùng Đức Cốc là cô biết ở đâu rồi thì có trả lời cái gì? Em cứ tưởng là nói tên tên tỉnh. Tỉnh nhá. Mà. Hỏi lên. Cao bằng hả? Ừ, được. Yeah. Đây này rồi. Đây này, mày đây. Mày quá kiến thức địa lý của mình. Xếp hàng nha, đến rồi Hiệp, lần lượt. Hỏi lên đi. Bình Phúc vâng, em đừng được nói. Chỗ... Bình Phúc ở đâu đây, ở đâu đây, nhìn là phải em biết ngay ở đâu rồi. Bình Phúc chỗ... rồi. Em hỏi như tỏ Bình Phúc rồi. Người ta nói, người ta nhìn đấy, người ta biết là ở đâu rồi chứ. Nhìn em đừng cần, em chưa được mấy ông ta đưa tay rồi. Chơi bẩn thế anh. Bình tĩnh đâu, không được rỗi rồi, vui vẻ, vui vẻ á. Thực quan. Ờ, được rồi. Đấy, nhanh nói rồi. Em có thể nhìn ảnh mà kiểu có suy nghĩ là biết ngay ở đâu tìm qua. Ôi. Nhưng mà là một câu phải không? Em một câu. Giờ là một câu đúng không? Ừ. Em đã nghe hai câu ấy, nói Bình Phúc anh. Vui ra bỏ đường ba đấy rồi, là phải đổi nước vào đây. Võ nhai thằng Thái Nguyên. Thái đây. Phải không? Về chỗ đáp án là gì anh? Đáp án là gì? Không phải Thái Nguyên đâu. Đi làm thì có chỗ nào Thái Nguyên? Thái Nguyên. Không được thừa. Đâu không, cũng là Thái Nguyên là đúng rồi nhưng không được thừa. Không được võ nhai Thái Nguyên. Ok rồi. Đúng không? Em biết chỗ đấy rồi. Đây là Thái Nguyên. Ừ. Chỗ đẹp thế á? Ừ. Chỗ đẹp. Rồi, đến đây đây. Đến cậu đâu. Đừng đúng vị trí ở tơ tơ chưa đấy. Chưa kịp rồi. Kiến thức địa lý của em vừa giới hạn. À lên. Ờ, Hồ Chí Minh. Dạ. Nhanh. Hai câu rồi. Rồi em sắp đập đây. À, á. Chưa. Ờ, lên. Lên, lên, lên. Trời ơi. Chương này là lâu rồi. Không biết là lâu rồi đấy, tỉnh lạ mất rồi đấy. Hồ Chí Minh đúng không ạ? Hồ Chí Minh. Tỉnh lạ ơi, tỉnh lạ ơi. Cái gì ở đâu đây này? Nhớ nhưng mà không biết ở đâu. Nhìn lạ quá rồi. Ờ, cái phạm vi trở thành thôi. Thì phải. Đây 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 đấy chưa? Tìm chưa? Chùa Hương! Thầy! Bây giờ Chùa Hương rồi! Đây là cổng trời Hà Giang. Hà Giang á? Hà Giang của chúng tôi đẹp thế á? Kiến thức địa lý Thái Nguyên với chúng tôi đẹp. Trông có nhai đấy. Ờ đấy có nhai đấy. Anh biết rồi nhưng mà nó chưa. Chưa. Rồi lên. Có chỗ đẹp thế mà em còn chẳng biết thôi. Thái Nguyên. Ừ rồi. Mấy câu? 3 câu. 4 câu không nghe rõ à? Kể chỗ. 3 câu gì á? Quay đấy anh này. Nào ơi đâu. Mãi nó phải được 3 câu rồi đấy, mãi là 1 câu đấy. Thái Nguyên. Sai rồi. Ở đấy. À, sai á. Một. Mấy cao. Một câu. Mấy cây. Đi qua. Sai rồi. Sơn La. Rồi đúng. Đấy, 2 câu rồi. Một câu Sơn La. Một câu Sơn La đúng không anh? Một câu Sơn La đúng không? Ừ, đừng kiếm đấy. Nhưng là đâu? Cứ hẳn là một câu nữa là được đúng không? Tức là mấy câu à? Em một câu. Em 2 câu. Kiến thức biện lý của em có giới hạn lắm. Đây cái là hòa bình nè. Ừ, rồi. Kinh, kinh, kinh. Tức quá là giống thủy điện rồi, không biết là đâu. Khánh Hòa. Khánh Hòa cái gì rồi Khánh Hòa? Đâu, ở đâu đấy? Không phải thủy điện chứ không biết là đâu. Thủy điện à? Rồi. À, tôi nhìn lại nhỉ? Lên. Cái này biết rồi nhưng mà không biết rồi. Ở đâu mới chỉ quen cái đấy là Vinh Phúc à? Vinh Phúc. Quả này phải cắt rồi.
Thái Nguyên. Thái Nguyên. Thái Nguyên. Thái Nguyên á. Cổng chào ơi. Tam quan này. Cổng Tam quan to lên. Yo. Thế còn tao có chơi nữa không nhỉ? Tôi thọ mà. Phú họ. Ba câu rồi. Cố gắng trao giải cho anh Hiệp của em một gói. Nếu anh Hiệp anh sẽ buồn. Lên. Lú mẹ rồi. Hà Nội. Đấy là ai ở đấy Thái Nguyên. Anh ấy. Tú này. Không chơi đừng nói. Okay. Anh ơi. Không biết đâu. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh. Lùi. Em nói câu nữa đâu. Không biết đâu. Cà Mau. Cà Mau. Anh nhỉ? Lại cái chỗ địa đầu. Lên. Địa đầu. Đúng gần cùng. Quốc địa đầu. Cà Mau. Điện Biên. Điện Biên. Điện Biên. Điện Biên. Rồi. Em chưa có sáng rồi, cái 4 câu rồi. Hiểu vẻ anh Hiểu vừa chơi em nhá. Lần cuối nhá. Anh chuyển. Cái gì? Hết rồi. Ôi, em yêu hết cả đầu giấy em ạ. Cuối cùng rồi. Anh Hiểu có vẻ nào phân thích nhất đấy. Vấn đề xin lỗi mọi người.